đến vùng đất núi Chi Tôn, An Giang, chắc chắn đâu có bỏ lỡ được món này. Đó là món gà đốt lá chúc Autumn chứ danh. Ai vào tới đây cũng phải muốn thử một lần. Nhưng mà trước hết nè, buổi sáng các bạn có mặt ở trong Chi Tôn á, thấy để là bún bò viên. Mọi người nhớ ghé thử nha. Kêu cho tôi là cái bò viên gân á, ăn thử đi. Tôi chắc chắn là các bạn thích. Bò viên rất là thơm, nhai sực sực và không có đâu có hết. Chùa Chiền là một trong những đặc trưng của Chi Tôn nè. Bạn vào tới Chi Tôn hỏi Autumn ở đâu là người ta chỉ à. Nè mọi người thấy phong cảnh đẹp không? Chỉ thiếu cái thời tiết lạnh nữa thôi là không có thua Đà Lạt đâu nha. Rồi tiếp tới là cái màn tranh cãi gay gắt luôn. Gà đốt Autumn chỗ nào mới là chính gốc? Chàng ơi, các bạn bước vô chỗ đó ha. Cái khu đó thì không có to, cả chục quán luôn. Bạn Quân nó chỉ là cái quán cuối đường. Đi tới cuối đường gặp 3-4 quán không biết cái quán nào luôn. Mà Quân nghĩ vậy, Tết đông bán chỗ nào cũng như chỗ nào. Tại đông đúc quá chất lượng nó cũng y chang nhau thôi. Nên ưng quán nào thì ghé đại quán đó đi. Gà đốt Autumn này có nguồn gốc từ Campuchia. Nó được du nhập vào vùng bảy núi An Giang đây khá là lâu rồi. Tới tận sau này nè nó mới hot gần vậy đó. Chứ hồi đó tôi ở đó mười mấy năm có nghe nói tới đâu. Cái con gà đốt này là giống gà ta, gà đòi. Nó tầm 1.3-1.8 kg. Giống rà này nó không có to đâu. Mà được cái thịt nó rất là chắc và ngọt. Những nguyên liệu mà để ốp gà thông thường là muối, sả, ớt. Tuy nhiên có sự góp sức của lá chúc. Nhờ lá chúc thổi hồn vào cái món gà đốt này. Và nó gây thương nhớ cho nhiều người. Miệng chiền miệng. Và ai tới Autumn cũng phải thử.